Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya, được phát trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya và Facebook Truyện đêm khuya vào 20 giờ hàng ngày và 22 giờ hàng ngày. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị có thật của tác giả Huyền Ruby, mang tên Nạo phá thai, nhân quả báo ứng. Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật mà tác giả đã nghe và nhìn thấy, sau đó dựng lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Thông điệp của tác giả gửi đến đó là chúng ta có thể tin tâm linh và cũng có thể coi chuyện tác giả viết là nhảm nhí, nhưng chúng ta không có quyền phán xét về tâm linh theo ý nghĩa tiêu cực hay ngôn từ vô văn hóa, bởi vì như vậy tác giả sẽ thấy vô cùng khó chịu vì điều đó, bởi bản thân của tác giả in hẳn những dấu vết của tâm linh, của một cái thế giới bên kia mà người ta không thấy. Xin chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ, và cũng đừng quên chia sẻ video. Hãy ấn vào nút subscribe để cập nhật những chuyện ma kinh dị hay nhất, mới nhất. Chúng ta sẽ bước vào câu chuyện Nạo phá thai, nhân quả báo ứng. Phần 1. Mở đầu. Cuộc đời của tôi như một vết chân in hẳn trên cát, một nỗi đau man mác bám lấy tôi mà mãi mãi tôi không thể nào quên. Tôi tên là Linh, với cái tuổi hồn nhiên mơ mộng của một cô sinh viên khoa ngoại ngữ. Tôi yêu anh, một anh chàng sinh viên trên tôi 2 khóa. Chúng tôi quen nhau nhanh như một định mệnh, yêu nhau và vùi vào nhau những hồi ức năm tháng thanh xuân, để giờ đây ngồi ngẫm nghĩ lại quãng thời gian ấy chỉ còn là một nỗi ân hận day dứt. Năm tháng thanh xuân ấy, tôi yêu anh, trao cho anh tất cả những gì tôi có. Nhưng cho đến một ngày, tôi phát hiện ra mình có thai. Tôi nửa vui, nửa buồn. Tôi lo sợ vì mình và anh vẫn còn đang đi học. Tôi tìm đến anh trong sự hạnh phúc. Ấy vậy mà tôi nhận lại là sự lạnh nhạt từ anh. Anh bảo tôi nên đi phá bỏ nó đi, vì tương lai của hai đứa không thể vùi mình vào cuộc sống hôn nhân được. Tôi nghe anh và tin anh một phần cũng vì sợ bố mẹ tôi biết. Tôi theo anh đến một trạm xá để phá thai. Cái thai được hơn 3 tháng. Tôi biết, tôi hiểu, nó đã thành hình người. Nhưng lúc đó bản thân tôi cũng không làm chủ được. Tôi biết tôi sai, tôi biết là tội lỗi, nhưng tôi vẫn nhắm mắt mà làm. Bà y tá nhìn tôi đầy giận dữ và khinh rẻ. Có lẽ bà ta nghĩ một đứa còn trẻ như tôi ăn chơi quá đà rồi nạo phá. Nhưng lúc đó lý trí của tôi như mất đi. Tôi kiên quyết phá nó, vì thực sự hoài bão của tôi lúc đó quá lớn. Trong cơn đau đớn, tôi cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của cái bào thai được bà y tá cắt ra thành từng mảnh, vét ra ngoài. Nước mắt của tôi nhòe đi, đau đớn như chết đi, sống lại. Tôi thấy bà y tá cầm cái bào thai nát bét, đầy máu, cuộn tròn trong tờ giấy, ném thẳng vào sọt rác. Lúc này tôi mới biết mình là một kẻ độc ác, đã tước đi một sinh mạng nhỏ bé đang sống trong cơ thể, và dương mắt nhìn nó bị vứt bỏ vào sọt rác. Sau khi nạo phá thai xong, tôi không dám về nhà vào cuối tuần mà ở lại ký túc xá. Tôi sợ bố mẹ tôi phát hiện, vì tôi yếu nên khi phá thai xong ốm nằm bẹp một chỗ. Người yêu tôi cũng không quan tâm, và tình cảm đó của chúng tôi ngày một phai nhạt. Cho đến 1 tháng sau, anh quay lại xin lỗi. Vốn là phụ nữ yếu mềm, mà tôi lại quá yêu anh nên tôi tha lỗi cho anh. Chúng tôi quay lại với nhau được 2 tháng thì anh lại đòi chia tay. Tôi cũng chẳng níu kéo, vì tôi biết tình cảm của chúng tôi đã nhạt, không thể vãn hồi. Nhưng sau đó tôi lại biết mình có thai thêm một lần nữa. Nhưng lần này chỉ mới hơn một tháng, tôi lại mù quáng mà đi hút cái thai. Tôi phá thai 2 lần, tước đi sinh mạng của 2 đứa bé chưa kịp nhìn thấy ánh sáng. Để giờ đây tôi phải gánh hậu quả, một thứ hậu quả mà người ta có thể gọi là báo ứng. Sau khi ra trường, nhà không có điều kiện, tôi cũng không phải học giỏi nổi trội nên không xin được việc. Tôi làm việc cho một công ty nước ngoài gần nhà, sau đó lấy người chồng của tôi bây giờ. Nhưng tôi không thể ngờ được cái quá khứ sai trái của tôi là quả báo cho cuộc sống hiện tại của tôi bây giờ. Tôi lấy chồng được 4 năm, nhưng mong ước nhỏ nhoi chỉ là có một đứa con, nhưng mãi không thể có. Chạy chữa hết viện nọ đến viện kia, kết quả 2 vợ chồng đều khỏe mạnh, không có dấu hiệu gì khác thường. Tôi luôn mơ ước có một đứa con, nhưng hình như là ông trời đang trừng phạt tôi vậy. Có không biết giữ, nên bây giờ mong cũng chẳng được. Mãi cho đến tháng 8 năm ngoái, tôi mới bắt đầu gặp phải những thứ oái oăm trái ngang với mình. Tôi hay mơ thấy hình ảnh máu me của cái bào thai bị ném trong sọt rác của 4 năm trước. Tôi thỉnh thoảng lại nghe tiếng trẻ con khóc văng vẳng mỗi đêm. Cái tiếng trẻ con khóc thê lương, não nùng. Tôi mơ những giấc mơ khủng khiếp, tràn ngập máu me vào mỗi tối. Hình ảnh của những đứa trẻ chưa kịp hình thành, nằm co quắp, chết la liệt trong cái trạm xá cũ kỹ, nơi mà khi xưa tôi đến đó phá thai. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại liên tục mỗi khi tôi nhắm mắt. Tôi sợ đến mức không cả dám ngủ. Cứ như vậy tôi gầy sọp đi, đầu óc suốt ngày đau buốt, không thể tập trung. Cho đến một ngày, tôi đi họp lớp với đám bạn vào ngày mùng 2 Tết. Tôi gặp lại anh người yêu cũ của tôi năm ấy. Chúng tôi nhận ra nhau, nhưng cả hai đã có gia đình và chỉ chào hỏi qua loa. Khi anh tiến lại gần tôi hỏi chuyện gia đình, tôi giấu không nói. Còn anh thì kể anh đã cưới vợ được 3 năm, nhưng vợ anh không như người ta, có thai 3 lần, đều sẩy thai cả 3, mà lần nào cũng bị ngã, không thể giữ được đứa bé. Cứ hơn 3 tháng là sẩy. Nghe anh kể tôi rất sốc. Tôi không tin vào tâm linh lắm, nhưng bây giờ có lẽ tôi phải suy nghĩ lại. Người ta bảo có bệnh vái tứ phương, bây giờ khoa học tôi không còn niềm tin nữa. Có lẽ tôi phải đi tìm đến tâm linh. Tôi muốn biết mình đã sai ở đâu và sửa như thế nào. Sau khi bữa tiệc tàn, tôi và anh có trao đổi số điện thoại, coi nhau như bạn bè, vì bây giờ ai cũng có gia đình của riêng mình. Tuổi trẻ bồng bột đã trôi qua thì cứ để cho nó qua đi. Tôi kể với anh, ngày chúng tôi chia tay, tôi lại có thai một lần nữa và tôi lại phá. Nghĩ đến đây khiến tôi day dứt và ân hận vô cùng. Anh bây giờ đã có gia đình, suy nghĩ chín chắn hơn xưa. Anh bảo tôi cùng anh đi xem bói. Tôi đồng ý. Tôi không nói với chồng mình mà âm thầm đi cùng anh. Chúng tôi tìm đến nhà một bà thầy bói có tiếng, được một đứa bạn giới thiệu. Nghe nói là đúng lắm nên chúng tôi tin tưởng. Đến đó vào giữa trưa thì cho đến đầu giờ chiều chúng tôi đến lượt được xem. Vừa nhìn thấy tôi và anh, bà thầy bói trừng mắt nhìn đến ghê sợ. Bà bảo chúng tôi gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Năm xưa phá thai khiến cho 2 đứa bé oán hận, bây giờ nó tìm đến để báo thù. Nó sẽ không cho chúng tôi có con đâu. Nó sẽ phá cho chúng tôi nhà tan cửa nát, sẽ không đi đầu thai mà bấu víu lấy chúng tôi. Nghe xong nước mắt tôi lăn dài, nhưng bà thầy bói lại đuổi tôi về và bảo lần sau hãy đến. Đứa bé không chịu nhập hồn, ngang bướng, không chịu gặp. Vì thế bà thầy bói cũng chẳng còn cách nào mà giải quyết. Chúng tôi ra về với sự bàng hoàng và hối hận. Tôi biết anh cũng hối hận, nhưng mọi thứ đã đi quá xa, không thể cứu vãn được. Buổi tối hôm ấy, tôi mệt mỏi, không ăn uống được gì, vào phòng ngủ sớm. Vừa chợp mắt thiêu thiêu ngủ, đã nghe tiếng lịch kịch bên ngoài. Tôi vội vàng bật dậy, bước ra thì không thấy có ai. Nhà chỉ có hai vợ chồng, mà hôm nay chồng tôi đi làm nên tôi ở nhà một mình. Khóa chặt cửa buồng và cửa chính, tôi nhanh tay đi về phòng. Bất chợt tôi nhìn lên ban thờ, tôi thấy lọ hoa rung rinh khiến tôi sởn tóc gáy. Chợt có tiếng bước chân chạy nhảy sau lưng. Tôi đảo mắt một vòng nhưng không thấy gì cả. Hốt hoảng, tôi chạy thẳng vào còng, chốt chặt cửa. Cháp 2. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy, nhòm đồng hồ mới là 5 giờ sáng. Trời mùa này se se lạnh nên vẫn còn rất tối. Tôi thường dậy sớm, giặt giũ quần áo, làm đồ ăn sáng cho chồng. Vì chồng tôi làm đêm, chỉ đến 7 giờ sáng là về, còn tôi thì làm giờ hành chính. Hai chúng tôi được bố mẹ chồng cho một căn nhà nhỏ nên chúng tôi ở riêng, không phải sống chung với ông bà. Nhà tôi ở vùng quê, tuy không được coi là thành phố nhưng cũng đã được gọi là thị trấn. Chỗ chúng tôi mọc lên khá nhiều khu công nghiệp và các xí nghiệp lớn. Tôi thường hay đi làm vào 6 giờ 30 sáng, bởi vì công ty của tôi 7 giờ vào làm việc. Hôm nay cũng vậy, trời rét cắt da cắt thịt. Tôi vẫn một mình ngồi ngoài sân giếng giặt đồ. Xung quanh nhà khá nhiều cây, chủ yếu là cây ăn quả. Vì nhà chúng tôi chỉ có chồng tôi là con một và một cô em gái, nên hầu hết đất đai đều thuộc về vợ chồng tôi vậy. Vườn rộng bao la, cho nên nhiều khi tôi ở nhà một mình, sợ tối đến mức chẳng dám ra ngoài. Cứ mỗi lần dậy sớm, tôi lại mang theo điện thoại, bật nhạc thật lớn, vừa dọn dẹp vừa nghe. Sương mù hôm nay dày đặc bao phủ, khiến tôi chẳng thể nào nhìn được xung quanh. Cạnh nhà có một cái ao lớn, phía trước là một khu đất trống được người ta trồng ngô khoai. Thường thì cứ đảo mắt nhìn ra phía trước một chút là tầm này có thể thấy rất nhiều ông bà lớn tuổi cùng nhau đi bộ tập thể dục buổi sáng ở trên đê. Nhưng lạ thay, hôm nay lại không thể thấy một bóng người nào. Mắt tôi nhòe đi, rồi nước mắt nước mũi chảy ra cay xè. Cảm giác như bây giờ đây, đôi mắt của tôi yếu tới mức không thể nhìn ra xa. Có một chút nghi hoặc, nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ. Tôi bây giờ ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu, vì tiền bây giờ chỉ dồn hết cho việc chạy chữa. 4 năm trời, có bao nhiêu cũng dồn hết, cuốn đi hết. Tôi biết chồng tôi buồn, tôi biết bố mẹ anh sốt ruột, thúc giục, nhưng thật tình bản thân tôi cũng bế tắc. Tôi sốt ruột, nhưng mỗi lần ra đường thấy người ta có con bồng con bế, tôi nghĩ mà thèm lắm. Sau khi dọn dẹp, giặt giũ xong, đã 6 giờ sáng. Tôi ăn uống qua loa rồi lấy xe đi làm. Nhà tôi ở cách chỗ làm 12 cây số nên tôi thường đi khá sớm. Trong khi đường làng khá vắng vẻ, hầu hết tôi thường đi đường tắt qua nhiều cánh đồng và gò mả, nhưng tôi cũng chưa thuộc dạng yếu bóng vía lắm, cứ đường nào nhanh thì đi thôi. Vội vàng dắt xe ra ngoài, khóa cửa, khóa cổng để đi làm. Nhưng khi ngồi lên xe bắt đầu nổ máy thì không thể nào nổ được. Rõ ràng xe mới mua mà tôi thì thường chăm sóc cho đi bảo dưỡng thường xuyên, nhưng không hiểu sao hôm nay nó lại dở chứng, không thể đi được. Dù có cố làm cách nào không nổ máy, xăng thì đầy bình, mà rõ ràng hôm qua khi đi về vẫn rất ổn. Tôi dựng xe, cúi đầu nhìn xuống. Tôi giật mình ngã ngửa khi bánh xe cứ thế xoay tròn. Cảm giác như có ai đó đang ngồi nghịch mà quay mòng mòng nó vậy. Tôi đơ ra, giữ tay thì nó dừng lại, thả ra thì nó quay tiếp. Nhìn theo, tôi chóng mặt đến mức ói hết tô bánh canh vừa mới nạp vào bụng. Lúc này thì con Ánh, em chồng tôi, năm nay nó mới học lớp 12. Nó khá khó chịu và biết điều, nên tôi và nó cũng sống hòa thuận, không hề có xích mích. Thấy nó đi ra đến gần, tôi lên tiếng hỏi: "Đi học hả Ánh?" "Dạ vâng, chị sao vậy? Chị ốm nghén à?" À không, tự nhiên chị thấy đau đầu chóng mặt thôi." "Chị kiểm tra chưa? Biết đâu nghén thật thì sao?" Không phải đâu Ánh." "Vậy à? Vậy thôi em đi học đây. Mẹ bảo tối nay nhà có dỗ, chị đừng tăng ca, chị về dọn dẹp cùng em. Em sợ rửa chén bát một mình lắm." Chị biết rồi. Hôm nay chị xin về sớm." Sau khi con Ánh rời khỏi, tôi mệt mỏi dắt xe ra đầu làng để sửa xe. Ấy vậy mà chú sửa xe vừa chạm vào một cái thì nó nổ bành bạch. Được cái chú tốt bụng, cứ tưởng không lấy tiền nhưng cũng chìa tay mà bảo hết 20. Vì trễ giờ làm, tôi phóng thẳng đường tắt. Đường quê nhỏ hẹp, và lại tôi đi đường đồng nên cũng khá nhiều ổ gà, đường đất. Nhưng tính tôi thì hay ẩu, đã muộn làm lại thêm sốt ruột nên tôi phóng nhanh. Đi qua đoạn nghĩa trang liệt sĩ, quãng đường này khiến tôi rùng mình ghê gớm. Đến cái đoạn này, gió thổi lạnh buốt khiến tay tôi đeo bao tay mà tê cứng đến mức cảm giác không thể đi tiếp. Có cảm tưởng như hai bên hun hút gió thổi, khiến cái áo phao ở trên người tôi phồng to, nặng trĩu, như muốn nhấc bổng cả cơ thể tôi lên vậy. Cố cắn răng, tôi gồng sức, nhắm mắt, rú ga, lao thẳng. Cả con đường hôm nay chỉ còn một mình tôi, không hề có bóng dáng ai khác. Cứ thế tôi phóng nhanh cho tới khi qua đoạn nghĩa trang liệt sĩ thì cũng là lúc tôi cảm giác như mình vừa được chết đi sống lại vậy. Một đoạn đường mà hai cảm giác khác nhau. Đoạn nghĩa trang lạnh buốt giá bao nhiêu thì đến đoạn này lại ấm áp bấy nhiêu. Để đến được chỗ làm, tôi phải đi qua một cây cầu nhỏ, bắc qua một con sông. Ở đây người ta họp chợ, bán đồ ăn sáng rất đông và thường bị kẹt xe nữa. Nhân lúc chờ qua cầu, tôi có ghé một tiệm nước mua một ly sữa đậu nành. Vừa xịch tới cửa, bà chủ nhìn tôi cười cười như là khách quen vậy. Mà thật ra đây lại là lần đầu tiên tôi ghé cửa hàng. Bà cứ liếc tôi. Bỗng nhiên bà chụp lấy tay tôi rồi nhìn. Một lúc sau bà lắc đầu mà bảo: "Sai trái quá mà, muốn có con lắm phải không?" Sao bà biết?" "Làm sao mà tôi không biết. Gieo nhân nào gặp quả nấy, cấm có sai." Bà nói linh tinh cái gì vậy?" "Cô ấy đi đường cho cẩn thận, mà tốt hơn hết là hôm nay cô đi về nhà đi, nếu không muốn gặp tai nạn." Bà vớ va vớ vẩn, mau trả tiền thừa cho tôi còn đi. Mới sáng ra đã chủ ẻo người khác rồi là sao?" "Tôi không có chủ ẻo ai đâu, tôi chỉ nhìn thấy trước mặt rõ ràng lắm. Cô cứ đi, nếu không muốn tin lời mụ già này." Bà ta ném tiền thừa trả tôi rồi còn mạnh miệng đuổi thẳng, khiến cho ai nấy cũng nhìn. Tôi ngại nên quay xe phóng đi. Chỗ chúng tôi không như thành phố, chỉ có một con đường duy nhất, mà giờ này lại là giờ cao điểm. Xe cộ qua lại hỗn độn khiến tôi không cả dám đi nhanh. Đến đoạn cua vào khu công nghiệp, trước mắt của tôi hai thanh niên đi ngược chiều đua xe, rú ga ầm ầm, lao rồi đánh võng lạng lách. Tôi biết ý, đi sát vào lề đường, thậm chí còn đi chậm hơn cả mấy người đi xe đạp mà họ vẫn có thể bốc đầu, rồi bất chợt lao thẳng vào tôi. Tôi bị va đập mạnh, văng ra giữa đường. Lúc này có một chiếc xe tải chạy tới. Cứ ngỡ tôi sẽ bị nó ngốn cho nát bét thì may sao đến gần chỗ tôi, nó bỗng dừng lại. Lúc này mọi người nhốn nháo chạy ra đỡ. Tôi chỉ bị đau nhẹ, chân tay chảy xước và bầm tím đôi chỗ. Hầu hết chỉ chấn thương bên ngoài nên không có sao. Bởi vì một phần là mùa đông mặc khá nhiều áo nên khi ngã tôi cũng đỡ đau được phần nào. Khi được người dân dìu vào bên đường, lúc này tôi mới chợt nhìn ra chiếc xe của tôi bị văng đi đâu mà không thấy. Bây giờ chỉ biết mếu máo khóc. Mọi người cũng tản ra nhìn và tìm giúp tôi, nhưng chớp mắt nó biến mất không một dấu vết. Vừa đau vừa tiếc, tôi chỉ biết gục đầu khóc ngất. Chap 3. Xe thì mất, toàn thân đều đau nhức. Lúc này tôi không còn suy nghĩ được gì, đầu óc hỗn độn. Cứ thế tôi thất thần ngồi gào khóc. Nhà cũng chẳng thuộc dạng khá giả gì, giờ có mỗi cái xe để đi lại kiếm miếng cơm ăn cũng bị cướp mất. Tôi gào khóc nức nở giữa đường mãi cho đến khi người ta hô hào báo công an rồi kêu tôi gọi gia đình thì tôi mới dần bình tĩnh. Tay run run móc điện thoại trong túi quần thì thấy vỡ nát màn hình, nhưng chỉ màn hình ngoài nên vẫn còn miễn cưỡng sử dụng được. Tôi gọi anh chồng đến đón. Cũng may là ban ngày nên có khá nhiều người giúp tôi. Họ băng bó tay với chân cho tôi, lại còn hỏi han rất tận tình. Tầm một tiếng sau thì chồng tôi cũng đến. Anh chở tôi vào viện, chụp đầu và lưng, cột sống, nhưng tôi không có sao. Tôi chỉ lấy thuốc rồi ra về. Còn về việc tìm lại cái xe hay trình báo công an như thế nào, tôi không hề hay biết, đều là do anh xử lý. Tối hôm ấy nhà tôi có giỗ, bố mẹ chồng thì ở ngay nhà đằng sau vườn. Tuy chúng tôi ở riêng nhưng vẫn thường xuyên lui tới nhà bố mẹ vì ông bà cũng có tuổi. Là ngày giỗ bà nội chồng nên con cháu nhà khá đông. Bố chồng lại là trưởng tộc trong nhà nên mỗi lần có công việc thì con cháu cũng sẽ lại sum vầy. Nhưng tôi lại rất sợ những ngày này, sợ bị người nhà chồng dè bỉu, đá đều là không biết đẻ. Tôi và mẹ chồng không hợp nhau cho lắm, vì bà cũng khó chịu về cái việc tôi mãi mà chưa có con. Nhưng tôi cũng chẳng bao giờ dám cãi lại hay là có thái độ gì với bà, vì bà là mẹ của chồng tôi, mà anh thì đối tốt với tôi, nên tôi mãn nguyện vì điều đó. Lúc tôi đang lúi húi nhóm bếp củi để nấu cơm thì cái Phương, con em dâu, chạy vào. Nó là em dâu họ của tôi. Tôi và nó hợp nhau nên khá thân. Mới hôm trước tôi cũng chở nó đi hút cái thai hơn 2 tháng vì nó bị nhỡ kế hoạch. Con nhà nó lúc đó mới có 6 tháng. Dù tôi khuyên như thế nào nó cũng không nghe. Tôi biết nó không muốn làm thế, nhưng vì hoàn cảnh gia đình và cái thằng chồng nó thì gia trưởng nên chồng nó không cho đẻ là nó không có dám đẻ. Nhiều lúc nhìn nó mà thèm. Rõ ràng tôi còn cao to khỏe mạnh hơn nó, ấy vậy mà 4 năm mỏi mòn hạnh phúc cũng chẳng có mỉm cười đối với tôi. Từ khi phá thai tôi cũng hay để ý thấy nó cứ gầy đi mà ăn thì rõ khỏe. Mỗi bữa cứ cả tô cơm, vậy mà cũng không có mập lên được. Người cứ teo tóp lại, chỉ còn cái da bọc xương. Con thì ốm đau triền miên, hết đi viện nọ đến đi viện kia. Hầu như 1 tháng con nó còn ở viện nhiều hơn cả ở nhà. Tôi cũng có nhắc nhở mà nó kêu tôi tào lao, mê tín linh tinh. Tôi vốn dĩ chỉ rút ra bài học từ chính mình mà thôi, nhưng lại thấy nó khó chịu nên khi tôi nhắc đến chuyện này. Sau khi nấu ăn xong, tôi bưng bê lên để cho bố chồng cúng. Mọi thứ vẫn bình thường và tôi cũng quên bẵng đi cái chuyện mà mấy bữa nay xảy ra với mình. Mọi lần cúng thì nhang sẽ cuốn đẹp lắm, nhưng chẳng hiểu sao lần này tôi thấy nó lụi trơ trụi. Thấy bố chồng tôi chép miệng lại thắp nhang lần 2, Lần này tôi cũng để ý, nhưng cứ thấy lụi tàn mà không hề cuốn lấy nén. Cả bữa ăn mọi người sum vầy, nhưng tôi thì nuốt không có trôi. Dù báo công an rồi nhưng mất xe khiến tôi đứt từng khúc ruột, chắt bóp từng đồng từng hào để mua, vậy mà bây giờ đùng một cái bị cướp mất. Trời càng tối càng lạnh, ai ăn xong thì về nhà nấy. Chỉ có tôi và con Ánh dọn dẹp. Anh chồng ăn xong là đi làm ngay, vì anh làm ca đêm đến hết cả tuần. Ngồi rửa chén bát ngoài sân giếng, lạnh buốt cơ thể. Gió thổi đến đâu, lạnh buốt đến đấy. Mọi ngày con chó nhà mẹ chồng tôi ngoan lắm, chẳng bao giờ cắn càn. Ấy vậy mà hôm nay nó cứ thấy tôi là nó sủa lên inh ỏi. Dù tôi có quát, có mắng, nó vẫn cứ cắn, sủa điên loạn. Ai quát nó cũng không ngừng. Tôi đi vào nhà, tránh không nhìn nó im. Mà cứ hễ ló đầu ra ngoài, chỉ cần thấy bóng dáng của tôi là nó lại nhảy chồm lên mà cắn. Sau khi dọn dẹp xong, tôi mệt mỏi ra về. Giờ nhìn lại khung cảnh xung quanh, nhà nào nhà nấy đóng cửa, tắt đèn, chỉ còn lại cái bóng tối, khiến tôi càng thêm phần lo sợ. Vội vàng khóa chặt cửa, tôi lếch thếch mệt mỏi đi vào nhà. Cửa vừa mở, hai con bướm trắng quấn quít lấy nhau lao thẳng vào tôi. Tôi vội lấy tay xua mãi, nó cũng chẳng đi, cứ bay xung quanh người tôi, đậu vào vai rồi lại bay lên đậu trên nóc nhà. Thường thì tôi đã khá quen với việc ở nhà một mình, cũng sợ nhưng không sợ tới cái mức độ như hôm nay. Cảm giác hôm nay không gian trong nhà vô cùng ngột ngạt, khó chịu. Vội vàng tôi với lấy mấy nhánh tỏi và một con dao nhỏ gọt trái cây, chốt chặt cửa, lao thẳng về phòng mình. Dù sợ nhưng tôi vẫn phải tắt đèn, bởi vì mẹ chồng tính tiết kiệm. Nếu đêm bà đi vệ sinh mà thấy đèn bên nhà tôi còn sáng thì chắc chắn hôm sau bà sẽ chửi, nên tôi cố gồng mình mà tắt hết điện đóm. Mọi thứ chìm vào bóng tối, chỉ còn một mình. Người tôi run lên cầm cập, từng bước đi thẳng về phòng, chốt chặt cửa. Tôi nằm im trên giường, không cả dám động đậy. Mãi cho tới khi tôi dần dần chìm vào giấc ngủ thì cứ văng vẳng ngoài phòng khách tiếng lục sục của đồ đạc lăn lóc, rồi còn văng vẳng bên tai tiếng trẻ con khóc, khóc đến thê thảm. Nhưng có lúc nó vừa khóc lại vừa cười lên giòn giã, khiến tôi muốn bật dậy ra ngoài xem mà không thể. Chân tay cứng ngắc, không có sức sống. Giờ mới có thời gian nghĩ lại lời nói ban sáng của cái bà bán nước đậu lành. Nhất định tôi phải tìm hiểu cho rõ, để biết mình thật sự sai ở đâu, sai những gì, để tạ tội với những đứa bé đã khuất. Chap 4. Sáng hôm nay tôi không có đi làm, vì người còn đau nhức và mệt mỏi. Với lại xe không có, cũng chẳng còn tâm trạng nào mà làm việc. Nguyên một đêm nằm không thể ngủ, đầu óc toàn những thứ đâu đâu. Vẫn thế, 5 giờ sáng khi chuông báo thức reo cũng là lúc tôi bật dậy dọn dẹp nhà cửa. Trời mỗi lúc một lạnh, hôm nay lại còn có cả mưa phùn, nên thời tiết càng trở nên tối tăm hơn. Tôi mệt mỏi lếch thếch, từng bước nặng nề đi ra ngoài sân giếng, giặt đồ dọn dẹp. Nhưng hôm nay tôi lại cứ quay tròn một chỗ, ngồi giặt cả tiếng đồng hồ cũng không xong hai bộ quần áo. Cứ giặt đi rồi giặt lại, mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng tôi mới bừng tỉnh. Người ngợm lúc này ướt nhẹp, tung tóe toàn bọt xà phòng. Và đặc biệt tôi không hề biết tại sao lại như vậy. Tôi vội xả đồ thật nhanh, phơi đồ xong chạy thẳng vào trong nhà, thay quần áo, chạy lên giường trùm kín chăn. Người ngấm nước nên tôi khá lạnh, môi nhợt nhạt, tím tái. Ngồi trong chăn ấm mà tôi cứ run lên cầm cập. Không biết mình đã ngồi như thế bao lâu, nhưng mãi tới khi chồng tôi về lay lay người thì tôi mới biết. Em à, em ốm à? Sao mặt mũi lại xanh xao thế kia? Dạ đâu có đâu. Tại em lạnh thôi. Sao anh về sớm vậy? Sớm cái gì nữa, 8 giờ sáng rồi. Bên phía công an báo là tìm thấy xe rồi. Một lát nữa anh đi coi sao. Nhanh vậy à? Cũng không biết nữa, phải đi xem thế nào đã. Mà em uống thuốc chưa? Nhìn em mệt mỏi lắm. Không sao mà, chỉ lạnh với đau đầu một chút. Lát nữa em đi mua thuốc uống là khỏi. Ừ, vậy em nghỉ đi, anh đi tắm. Chồng tôi rời đi, lúc này tôi mới mệt mỏi xuống giường. Chẳng hiểu sao, người ngợm thì mỏi mệt, đầu óc quay cuồng, còn nôn nao buồn nôn. Lúc này mới để ý, người tôi nổi đầy những cái mụn li ti. Vội vàng ra soi gương thì thấy hai mắt sưng, mặt như phù ra vậy. Hốt hoảng, tôi gọi chồng. Thấy tôi như vậy, anh quyết định chở tôi vào viện khám. Nhà tôi cách viện khá xa, đi 8 cây số mới đến. Đến viện, bác sĩ kiểm tra xong thì nói tôi bị dị ứng do thời tiết, nhưng không được uống thuốc bởi vì đang mang thai. Tôi nghe mà không thể tin được vào tai mình. Mọi thứ cứ như một giấc mộng đối với tôi vậy. 4 năm khao khát trong vô vọng, thì hôm nay tôi có thai mà không hề hay biết. Vì sức khỏe tôi yếu, mãi mới có con, nên anh chồng bắt tôi ở lại viện vài bữa để theo dõi cho ổn định rồi mới về. Tôi cũng vui vẻ nghe theo anh, vì thực sự tôi cũng chỉ muốn mọi điều tốt đẹp nhất cho con mình. Điều kiện gia đình vốn cũng chẳng mấy khá giả, hai vợ chồng lại ở riêng, nên tôi cũng không muốn phụ thuộc vào bố mẹ chồng. Vì vậy mà anh chồng vẫn đi làm, còn mẹ đẻ tôi thì vào viện chăm tôi. Nhưng bà cũng không thể ở cả ngày, cả đêm, bởi vì nhà còn 2 em nhỏ. Bố mẹ đẻ 2 em muộn, nên cũng chỉ có mình tôi là lớn nhất trong nhà. Mẹ chồng thì đau ốm suốt, và lại cũng không có hợp với tôi cho lắm. Nhưng lần này có cháu, bà mừng lắm, kêu vào viện chăm tôi. Thế rồi cũng chỉ được một hôm đầu, vì bà tụt huyết áp, không có ngủ được, khiến bà đau bệnh, nên tôi bảo chồng tôi chở bà về. Một mình tôi ở lại viện. Tôi khỏe mạnh, vẫn có thể tự chăm lo mình, không nhờ vả đến ai. Đêm hôm nay, anh chồng tôi vẫn đi làm. Vốn dĩ cuộc sống mệt mỏi, khó khăn thì mình phải biết chịu đựng và chấp nhận nó. Dẫu biết có tủi thân thì chỉ một mình thôi thổi, nhưng tôi vẫn cố gắng mỉm cười, vì tôi hạnh phúc, vì có một sinh linh bé nhỏ đang dần dần lớn lên ở trong bụng mình. 11 giờ khuya, tôi thấy trong người bí bách, khó chịu, nên một mình đi lại lang thang trong hành lang bệnh viện. Tôi đến ngồi ở một chiếc ghế đá, nhưng ngạc nhiên tôi nhìn thấy anh người yêu cũ của tôi năm xưa. Sao anh lại ở đây? Ừ, vậy sao em cũng ở đây? Em tới khám bệnh. Anh bị ốm à? À không, anh không có sao cả. Là vợ anh, cô ấy bị lưu thai nên phải nằm viện. Tôi sững người trước câu hỏi của anh, bởi vì tôi cũng biết anh cũng chẳng khá hơn tôi là mấy. Vì về cái đường con cái của anh cũng chẳng suôn sẻ gì. Vậy chị ấy sao rồi? Đã khỏe hơn hay chưa? Ừ, cũng ổn rồi. Nhưng mà cứ khóc lóc suốt, anh cũng chẳng biết làm thế nào. Không biết bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng khổ sở. Chắc có khi số vợ chồng anh cũng không có con. Anh không nên gượng ép cô ấy, phải có con cho bằng được. Thôi, rồi vợ chồng anh sẽ có con thôi. Ông trời không phụ lòng ai đâu mà anh. Nhưng mà có lẽ anh sẽ phải trả giá cho những gì anh đã làm năm xưa. Câu nói của anh khiến tôi bối rối. Cứ ngỡ tưởng anh không còn bận tâm đến chuyện cũ, nhưng tôi không ngờ anh vẫn còn nhớ. Nhưng không phải lỗi của riêng mình anh, mà là còn cả của tôi nữa. Chính tôi cũng là người đã nhẫn tâm vứt bỏ con mình. Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại thấy khó chịu mà bật khóc. Đứng dậy chào anh, rồi tôi nhanh chóng chạy về phòng. Dù sao chúng tôi cũng chẳng còn liên can gì đến nhau. Ngồi cạnh nhau như vậy tôi sợ vợ anh hiểu lầm. Phụ nữ thường hay đa nghi và suy nghĩ linh tinh vậy mà. Ngay lúc này, chị ấy cần nhất là có chồng bên cạnh. Chuyện cũ qua rồi thì cứ miễn cưỡng cho nó qua đi, cứ coi như thanh xuân của tôi khép lại ở nơi anh. Còn hiện tại thì tôi nên chăm sóc cho cuộc sống của riêng mình. Mệt mỏi, tôi nằm vật ra giường, đầu óc thì là một mớ hỗn độn. Tôi khá lo lắng cho cái lần mang thai này, vì thực sự lần này tôi vừa mừng vừa lo. Chỉ sợ số phận tôi lận đận, mong mỏi 4 năm giờ mới có được một đứa con. Nhưng nếu không may tôi cũng như vợ anh thì tôi cũng chẳng thiết sống nữa. Cuộc đời vốn là một cái thước đo dài, đi đến đâu biết đến đấy. Nhưng khi quay đầu nhìn lại cái quãng đường mình đã đi qua thì mới biết được rằng có quá nhiều việc sai trái mà mình đã từng làm. Nhưng có hối hận cũng chẳng được gì, bởi vì mọi thứ đã qua không thể cứu vãn. Tôi đã từng bỏ 2 đứa con của mình mà không hề một chút ân hận. Từng suy nghĩ bồng bột rằng có thể đẻ thêm vài đứa khác mà thôi. Nhưng khi sự chờ đợi mỏi mòn 4 năm cho tôi thấy được rằng tuổi trẻ bồng bột của tôi là một sự sai trái không thể cứu vãn. Nằm tại bệnh viện về đêm, mùi thuốc kháng sinh xộc vào làm nước mắt nước mũi cay xè. Dẫu biết giờ có hối hận cũng chẳng được gì, nhưng thực sự tôi đang đau đớn, chán nản với chính bản thân mình. Tôi chỉ cầu trời Phật thương xót cho tôi giữ được cái đứa bé này, cho đến khi sinh nó ra thì cho dù bắt tôi phải trả giá như thế nào tôi cũng sẽ chấp nhận. Mệt mỏi, tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Bệnh viện về đêm khá yên tĩnh, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nghe được tiếng lộc cộc của chiếc xe kéo mà y tá kéo đi trong đêm. Tiếng đứa trẻ nằm cạnh giường tôi gào khóc vì cái cơn đau ho mẹ không cẩn thận làm cho đứa bé bị bỏng. Tiếng cụ già ngay bên giường ho khan, những tiếng thều thào không ra hơi. Cứ ngỡ như mình đã ngủ say, nhưng hình như không phải như vậy. Tôi mê mệt đến mức không thể mở mắt, nhưng lại vẫn nghe rõ mồn một tiếng nói và cử chỉ của mọi người xung quanh. Cảm giác cơ bụng kéo cơn đau co thắt từng hồi. Tôi chỉ biết nín thở, kêu gào trong vô thức, nhưng mắt cứ nhắm nghiền mà không thể mở ra. Mãi cho đến khi cái chị giường bên vỗ nhẹ vào mặt tôi thì tôi mới bừng tỉnh. Chị ấy nhìn tôi với khuôn mặt khó chịu, giọng nói thì chua ngoa đến chói tai. Này cô ngủ thì làm ơn đừng có khua chân múa tay có được không? Yên lặng cho cả phòng còn ngủ. Cô cứ gào thét lên như vậy, ai mà ngủ được. Con tôi vì cô mà cũng thức giấc quấy khóc cái kìa. Tôi vội đảo mắt một vòng, ai cũng tỏ vẻ khó chịu. Tôi vội sờ tay xuống bụng thì không thấy cảm giác gì. Tôi ngại ngùng nhìn, rồi xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nhìn cái ánh mắt coi thường ghét bỏ của mọi người đối với tôi, bỗng dưng tôi lại thấy tủi thân ghê gớm. Ngồi trong nhà vệ sinh, tôi gào khóc như một đứa trẻ. Cháp 5. Tôi quyết định xin xuất viện vào sáng sớm ngày hôm sau, vì thực sự ở lại đây khiến tôi khá mệt mỏi. Bệnh viện cũng chỉ cho một chút thuốc bổ rồi kêu nghỉ ngơi, chứ bầu thì cũng không uống được thuốc gì. Nếu có dấu hiệu gì thì quay lại tái khám. Tôi cũng không gặp lại anh người yêu cũ nữa, vì có chút ngại và cũng có chút không thoải mái. Về nhà, tôi xin nghỉ làm không lương ở công ty vài tháng để dưỡng thai. Biết là gia đình khó khăn, nếu tôi nghỉ thì mọi chi tiêu trong nhà đều phụ thuộc vào chồng, nhưng chúng tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Mong mãi mới có một đứa con, tôi phải ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, chăm sóc bản thân thật tốt để cho con được lớn lên khỏe mạnh. Vốn dĩ không phụ giúp gì được bố mẹ chồng. Ông bà tuy đã già nhưng vẫn còn sức khỏe, chăn nuôi con lợn, con gà để lo cho con Ánh đi học. Nó học giỏi, lại ngoan, cũng phụ giúp mọi việc trong nhà. Người ta bảo giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng, nhưng may sao tôi với nó lại hợp nhau. Nó không phải cái dạng hiền, nhưng nó khá là biết điều và cũng sống biết nhìn trước, nhìn sau. Rất ít khi hai chị em cãi vã, nhưng chỉ có mẹ chồng tôi thì khó tính. Bà luôn soi mói tôi mọi thứ, mặc dù chúng tôi đã ở riêng. Nhưng vì lý do 4 năm không có con nên tôi biết bà mong cháu. Nhiều khi còn tưởng như bà thật sự muốn chúng tôi bỏ nhau để anh đi lấy người khác. Cũng từng nghĩ đến việc buông bỏ cho nhẹ lòng, mà tôi lại không làm được. Tôi quá lụy tình. Anh cũng quá tốt, không bao giờ anh trách móc tôi nửa lời, cũng không bao giờ khiến tôi mặc cảm. Anh chỉ bảo duyên chưa tới, khi nào có con thì tự tìm đến mình mà thôi. Bây giờ thì tôi đã có thật. Hạnh phúc nghẹn ngào đến cái mức đêm nằm ngủ tôi cũng khóc lên vì sung sướng. Hôm nay là cuối tuần. Anh chồng có nói anh đi nhậu với bạn bè sẽ về trễ. Hôm nay giao ca để sang tuần làm ngày. Anh xin làm ngày 1 tháng để ở nhà chăm sóc, theo dõi tình trạng của tôi. Mặc dù nói không sao, nhưng anh không có chịu nghe. Anh bảo 3 tháng đầu là quan trọng nhất nên tôi phải cẩn thận. Tôi thấy mặt anh mừng ra mặt nên tôi cũng mặc kệ cho anh quyết. Buổi tối tôi ngủ đến 11 giờ mà vẫn chưa có thấy anh về. Gọi điện mãi thì cũng không có thấy nghe. Gọi cho bạn làm cùng thì họ kêu anh đã về lâu rồi. Lúc này ruột gan của tôi nóng như lửa đốt, sốt ruột đến mức cứ đi ra đi vào ngóng ở ngoài đầu ngõ. Cho đến 1 giờ sáng cũng chưa thấy anh về. Tôi không kiên nhẫn được nữa, khoác vội chiếc áo đi tìm anh. Tôi không dám gọi bố mẹ chồng vì sợ nửa đêm ông bà lại lo lắng. Trời về đêm lạnh buốt khiến đôi môi tôi tím tái, run lên cầm cập. Tay không thể cầm nổi tay lái, cứ cứng đơ ra đi chậm đến mức chẳng khác gì xe đạp. Vốn dĩ xe lấy lại được cũng phải mất khá nhiều tiền chạy bên công an, rồi còn phải chuộc xe. Xe tôi bị chúng nó cướp, bán cho một tiệm cầm đồ. Vẫn chưa tìm được thủ phạm. Tôi cũng chẳng buồn truy cứu, vì tìm cũng chỉ mất thời gian và tiền bạc. Chạy khá xa làng, tìm xung quanh cũng không thấy có một bóng người. Mà cái giờ này thì làm gì còn ai đi ngoài đường. Tôi thì bầu bí, lạnh buốt đi trong đêm. Đường thì hun hút, hai bên đều là những cây nhãn sum xuê. Tiếng côn trùng kêu về đêm càng khiến tôi run lên cầm cập. Đi hết cánh đồng đến đoạn Nghĩa Trang, tôi thấy một chiếc xe máy lăn lóc giữa đường. Tiến lại gần thì phát hiện là xe của anh chồng, mà không thấy anh đâu. Lúc này tôi chỉ biết gào khóc, gọi tên chồng, gọi mãi cũng không có thấy ai thưa. Tôi bật đèn điện thoại soi xung quanh thì thấy anh đang lóp ngóp nằm ở dưới cái ao sen, mắt trợn ngược trắng dã. Lúc này tôi còn tưởng anh chết rồi, người cứ đứng đờ ra, gọi chẳng biết gì, cũng chẳng động đậy gì. Tôi sợ đến mức chỉ biết khóc ngất lên, kêu gào người cứu mà chẳng thấy ai. Đường đồng hai bên vắng tanh, đâu có nhà dân ở, lại còn ngay trước cổng Nghĩa Trang cơ chứ. Tay tôi cứng đờ, run run kéo anh lên bờ. Kéo mãi không được vì anh khá nặng, tôi thì lại nhỏ con nên không kéo được, đành phải nhảy xuống nước mà đẩy anh lên. Nước lạnh thấu xương. Tôi còn ngồi dưới nước lâu như thế thì anh chồng cứng đờ người là phải. Loay hoay một lúc, cắn răng cắn lợi, tôi bò lên bờ được. Nhưng gọi mãi cũng chẳng biết gì. Tôi sờ vào cổ thì thấy anh lạnh buốt, nhưng vẫn miễn cưỡng thở. Mở điện thoại tôi gọi người nhà thì không có ai nghe. Trời cũng mờ mờ, nhá nhá nhem nhem sáng sáng. Lúc này phía xa xa có một chiếc xe máy lao tới. Tôi chỉ biết kêu gào vẫy tay nhờ người giúp đỡ. Nhưng khi dừng xe mới phát hiện là cậu mợ của anh chồng. Linh à, sao đêm hôm lại ở đây? Cháu đi tìm anh Thành. Anh ấy ngã xuống ao sen, kéo mãi mới lên được. Cậu mợ xem, anh ấy làm sao mà cháu gọi mãi không có được cậu mợ ơi. Cậu tôi tiến lại, lay lay người anh. Thấy anh cứ gật gù rồi giật giật vài cái. Mợ tôi hốt hoảng bảo: thôi chết rồi, cái thằng này hình như bị ma nhập ấy ông ơi. Thấy thế, ông cậu tôi vả bôm bốp vào mặt anh. Lúc này mới thấy chồng tôi ngửa mặt chỉ tay vào tôi, rồi lại trừng mắt cười lên khanh khách. Nó Cậu tôi lại đập thêm mấy cái. Vốn dĩ cậu nghĩ cậu là người cao số, cũng trình đồng mở phủ, nên tôi nghĩ cậu hiểu về mấy cái này. Thấy vậy, cậu vừa đánh vừa lẩm bẩm cái gì tôi nghe không có rõ. Lúc này người anh chồng thì ướt nhẹp, lạnh buốt, đứng mà run lên cầm cập. Lúc sau thấy anh gật gật mấy cái rồi tỉnh hẳn. Anh nhận ra mọi người xung quanh, nhưng anh không nhớ vì sao lại ngã xuống ao sen. Chị bảo đang đi thì thấy có người chắn đường, kéo tay đẩy xuống ao, rồi cứ thế kéo chân bắt ngồi xuống, không cho lên bờ. Tôi nghe mà tay chân rụng rời, sợ hãi. Cháp 6. Sáng ngày hôm sau, chồng tôi nằm ngủ li bì cho đến trưa muộn. Tôi gọi mãi mới lóp ngóp nhổm người dậy, ăn được chút cháo rồi lại nằm tiếp. Hỏi gì cũng không có nói, cứ bảo là không nhớ gì hết, không biết gì hết. Mặt mũi thì nhợt nhạt giống như người mất hồn vậy. Chiều hôm ấy, tôi phụ mẹ chồng ra đồng làm ruộng ngô. Vụ thu đông xã tôi thường hay trồng ngô để có cái nuôi con lợn, con gà. Tuy bầu ở nhà nhưng cảm nhận sức khỏe vẫn rất tốt. Tôi vẫn phụ giúp ông bà chuyện đồng ruộng. Chỉ có hai mẹ con làm cỏ ngoài cánh đồng, mỗi người một chỗ. Ngô cao trên đỉnh đầu khiến tôi chẳng thấy mẹ tôi ngồi ở đâu, chỉ biết cắm cúi mà nhặt cỏ. Mãi cho đến khi trời nhá nhem tối, cảm giác gió lạnh thổi buốt sống lưng. Lúc này tôi mới thấy ghê sợ vô cùng. Có thể do tôi yếu bóng vía nên hay nghĩ linh tinh cũng nên. Chỉ biết trấn an tinh thần, ngồi làm cỏ tiếp. Cứ thế tôi ngồi cho đến khi trời tối hẳn, không còn nhìn thấy gì nữa, cũng không thấy mẹ chồng của tôi đâu. Điện thoại thì không mang. Vốn ra đồng tôi hay để điện thoại ở nhà. Đảo mắt nhìn một vòng không thấy ai. Hốt hoảng gọi cũng không có thấy mẹ tôi thưa. Tôi vội vàng đi xung quanh, vừa gọi vừa tìm cũng không thấy gì. Tôi chỉ sợ bà bị làm sao đó hay ngất trong bụi ngô từ bao giờ. Tôi cứ đi loanh quanh, vừa gọi vừa tìm không thấy. Đảo mắt ra xa phía bờ kia của con mương, thấy bóng dáng mờ nhạt của ai đó, hình như đang khom người rửa chân tay. Vội vàng chạy qua, lội qua mương mới tới con đường nhìn về phía cái mương bên ấy. Nhưng khi sang đến nơi, tôi lại chẳng thấy ai cả. Trời bắt đầu đổ mưa, mưa tầm tã mỗi lúc một lớn. Gió thổi lạnh buốt khiến cả người tôi run lên cầm cập. Nhìn xung quanh chỉ còn lại bao trùm một màu đen tối. Cứ thế tôi chạy thẳng một mạch về nhà. Đường chỉ toàn là sình với đất, cứ đi lại trượt chân ngã, đi lại trượt chân ngã. Lóp ngóp một lúc tôi bò được đến đoạn đường lớn. Lúc này thấy có cái xe máy dựng cạnh. Tôi nheo mắt nhìn mãi mới nhận ra là bà hàng xóm. Bà ấy cho tôi đi nhờ một đoạn về đến đầu làng. Tôi không đi xe ra đồng vì đường đồng rất khó đi, không cẩn thận có khi còn bị ngã. Về đến nhà, tôi chạy thẳng lên nhà mẹ chồng thì thấy ông bà đang ăn cơm. Thấy tôi, bà hốt hoảng bảo: ô, sao bây giờ mới về? Tao tưởng mày về rồi chứ. Mẹ về, sao không gọi con? Làm con tìm mẹ mãi. Thế mày ngồi ở đâu? Tao tìm mãi có thấy mày đâu. Tưởng mày về trước nên tao đi về. Thì con ngồi trong bụi ngô làm cỏ chứ ở đâu. Mẹ về thì mẹ phải gọi con chứ. Đéo mẹ, ai bảo không gọi. Thế có mồm mà không gọi, không há ra thưa được à? Tôi không nói gì thêm, quay người đi thẳng về nhà, ấm ức chỉ biết sụt sùi khóc. Rõ ràng tôi không có nghe thấy mẹ chồng gọi, và cũng chẳng biết bà ấy về lúc nào. Ấy vậy mà giờ này lại quay ngược ra mắng tôi. Về nhà thấy chồng cơm nước nấu xong sẵn, tôi vội vàng tắm rửa rồi vào ăn cơm. Anh chồng cứ lầm lì nên tôi gặng hỏi: Anh có chuyện gì à? Không, chẳng có chuyện gì cả. Thế đêm hôm qua làm sao? Có bao giờ anh uống nhiều như vậy đâu. Đâm xuống ao sen mà còn không biết. Về nhà thì cứ như người mất hồn. Anh cũng chẳng biết nữa. Người cứ u mê làm sao ấy. Lúc thì nhớ, lúc thì quên. Cả ngày hôm nay người ngậm đau nhức mê mệt. Thế có cần uống thuốc không? Để em đi mua. Thôi không cần đâu, ăn cơm đi. Bữa tối hai vợ chồng ăn cơm, không ai nói với ai. Thấy chồng tôi như có chuyện gì giấu, nhưng cố gắng hỏi cũng không được, nên đành thôi. Đến lúc đi ngủ, anh chồng mới thở dài bảo: Em, ngày xưa em có phá thai bao giờ không? Câu hỏi của anh khiến tôi giật mình, cũng có chút run sợ. Tôi không dám trả lời anh. Khi lấy anh, tôi cũng không dám kể về quá khứ của mình. Chị bảo tôi không còn trong trắng. Anh cũng chỉ cười bảo anh không quan trọng điều đó, mà quan trọng là yêu thương, bảo ban nhau làm ăn là được. Giờ anh lại hỏi tôi câu này khiến tôi cũng có chút bàng hoàng, bối rối. Sao anh lại hỏi em như vậy? Không có gì, chỉ là mấy hôm nay anh gặp mấy chuyện khó hiểu thôi. Chuyện gì? Anh kể cho em nghe không được à? Thì từ hôm em có thai, anh hay mơ thấy hai đứa trẻ con, một bé trai một bé gái, cứ bám lấy anh chẳng buông. Nhưng có lúc thì thấy chúng nó nguyên vẹn, có lúc thì lại thấy máu mè bè bét. Anh không biết có phải là điểm báo không nữa. Em đang mang bầu, anh không dám nói, sợ em lo. Tự dưng nước mắt tôi lăn dài, ôm lấy anh. Tôi không dám đối diện mà kể cho anh biết, nhưng tôi không ngờ quá khứ đó lại đeo bám tôi cho đến tận bây giờ. Cháp 7. Sau khi nghe chồng tâm sự, tôi cũng không nói gì thêm hay hỏi thêm điều gì, chỉ bảo anh đừng có nghĩ linh tinh, cũng đừng lo lắng quá, dẫu sao mơ thì cũng chỉ là mơ. Ngày hôm sau, anh chồng đi làm như bình thường, tôi thì bắt đầu đến thời kỳ nghén, không ăn uống được gì, cũng không muốn làm gì, lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ. Tôi có thể ngủ mê man cả ngày, cả đêm mà không cần ăn. Bắt đầu tôi thấy cơ thể thay đổi nhiều hơn. Tôi hay giận hờn, cáu gắt. Tôi không hiểu nổi bản thân mình tại sao lại như vậy. Nhiều khi còn có cảm giác tôi không phải là tôi nữa. Tôi thường hay cáu bẳn với chồng, dù chỉ là một chuyện rất nhỏ, lúc nào cũng bực dọc, thay đổi tính nết liên tục. Cũng có lúc tôi thèm ăn cái nọ cái kia, nhưng có khi tôi lại nhịn cả ngày không thấy đói. Khi mang bầu, tôi thấy mình dần dần lười hơn, không chịu làm việc, mà có khi còn làm đâu bỏ đấy. Có lúc đang gấp quần áo xong lại lục tung hết tủ đồ ra, bỏ đấy đi chỗ khác. Mẹ tôi có cho một con chó, tôi mang nó về nuôi. Mấy ngày đầu tôi chăm nó khá dễ, vì nó chỉ có ăn rồi ngủ. Nhưng vài ngày tiếp theo thì tôi thấy nó có vẻ khác thường, không ăn uống gì, rồi cứ tự cắn đuôi cho đến khi chảy máu. Đỉnh điểm là vào một buổi sáng, tôi dậy sớm dọn dẹp thì thấy con chó loang lổ lông trơ trụi, chỗ có chỗ không. Không biết có phải nó bị bệnh rụng lông hay không, nhưng sao tôi thấy có linh cảm gì chẳng lành. Buổi trưa, làng tôi nghe nói sửa đường dây điện nên mất điện đến nguyên một ngày. Bầu bì nóng bức, tôi mang võng ra ngoài gốc cây răng để ngủ. Gió trời mát dịu, tôi bắt đầu thiêu thiêu ngủ. Tôi cảm nhận được Mình ngủ khá say, nhưng không hiểu sao vẫn nghe được tiếng con chó ăn ẳng trong bếp. Có tiếng cười khúc khích bên tai, lúc thì như ở xa, nhưng có lúc thì văng vẳng bên tai, như có ai đó đang đứng cười ngay bên cạnh vậy. Tôi mê man, không thể tỉnh. Người nặng trĩu như bị ai giữ chặt, không thể chống cự. Bỗng chốc, trước mắt tôi một màu đen tối bay quanh cơ thể. Tôi ghê sợ, cả cơ thể run lên bần bật, cố nghiến chặt răng mà kìm nén. Tôi mơ thấy mình nằm trên bàn đẻ, xung quanh có rất nhiều bác sĩ. Họ nhìn tôi với vẻ mặt đầy uất giận. Họ kéo tôi lên bàn mổ. Tôi nghe văng vẳng ông bác sĩ già nói bên tai: "Bắt đứa bé của nó đi." Tôi kinh hãi, tôi gào thét và vùng vẫy. Tôi không muốn mất đứa con này, nó là sinh mạng của tôi. Thế nhưng sức tôi không thể vùng vẫy khi xung quanh có rất nhiều người đàn ông to khỏe. Họ giữ chặt tay không cho tôi chống cự. Tôi thấy khuôn mặt họ trắng bệch với cái đôi mắt trắng dã. Tay họ chạm vào cơ thể tôi lạnh buốt, nhìn không khác gì những xác ướp cả. Bà bác sĩ hầm hầm nhìn tôi, rồi sau đó cười lớn, những tiếng cười không biết là của đàn bà hay đàn ông. Giọng bà ta khản đặc, đầy ma mị, nhưng nhìn kỹ lại, khi tôi câm nín, thấy khuôn mặt bà y tá năm xưa nạo phá thai cho tôi. Bà ta cứ thản nhiên đưa dụng cụ y tế vào cơ thể tôi. Tôi cảm nhận được đứa con nhỏ bé của mình đang bị mũi kéo sắc bén cắt thành từng mảnh. Nước mắt tôi lăn dài, nhưng thâm tâm tôi lại đau buốt vô cùng. Tôi thấu hiểu được nỗi đau tinh thần lẫn thể xác ấy. Tôi thấy được cơ thể co quắp, nhỏ bé vụn nát đầy máu me, bị ném thẳng vào sọt rác không một chút thương xót. Trong phút chốc, tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê man. Nhìn cảnh vật xung quanh, tôi mới biết là mình đang nằm mơ. Áo ướt sũng đầy nước mắt. Bây giờ tôi mới hiểu cái nỗi đau đớn năm ấy mà tôi đã gây ra, khi tôi quá tàn nhẫn mà tước đi mạng sống của con mình. Giờ đây tôi ân hận, liệu rằng có quá muộn màng hay không. Nghe văng vẳng tiếng chó kêu trong bếp, tôi hốt hoảng chạy vào thì thấy con chó mẹ đang cắn nát con chó con để ăn. Tôi với cây gậy đập xua đuổi nó thì nó gầm gừ nhìn tôi, rồi quẫy đuôi chạy mất. Vừa chạy, tiếng sủa của nó vẫn còn văng vẳng lại. Nước mắt của tôi nhòe đi khi thấy con chó con đã nát bét, người đầy máu me, thoi thóp một lúc rồi chết. Tôi chết lặng, khuỵu chân tại chỗ. Phải chăng ông trời đang trừng phạt tôi, đang muốn tôi phải gánh chịu cái cảm giác đau đớn của một người mẹ nhẫn tâm giết chết con mình? Các bạn thân mến, chúng ta kết thúc tập 1 của truyện ma kinh dị có thật Nạo Phá Thai, Nhân Quả Báo Ứng của tác giả Huyền Ruby. Những tình tiết tiếp theo diễn ra như thế nào, về cuộc đời của cô Linh và cái nghiệp báo mà cô phải trả ra sao, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tập 2, được phát vào 20 giờ ngày mai ở trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và livestream trực tiếp vào 22 giờ cùng ngày trên Fanpage Truyện Đêm Khuya. Và sau đây mình xin trả lời một câu hỏi rất thú vị của một bạn gửi tới cho mình. Đó là bạn ấy mới chuyển đến một căn phòng trọ ở một cái khu trọ sinh viên gần trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Thì bạn ấy ở đó được khoảng tầm 3 ngày rồi. Thì bạn ấy thấy rất là lạ, đó là cứ mỗi một đêm khi mà ngủ đó thì bạn ấy hay nằm mơ những cái giấc mơ nó rất là lạ. Đó là những giấc mơ dạng như kiểu là có ai đó dìm mình xuống nước, rồi hoặc là bị ngã xuống bể, bị xuống nước, xuống giếng, xuống sông. Nôm na là rất nhiều giấc mơ về nước, mà hầu như bất kỳ trong cái giấc ngủ nào của bạn đều gặp những giấc mơ như vậy, kể cả là ngủ gật. Thế thì bạn ấy có nói với mình rằng ở đằng sau của cái xóm trọ của bạn ấy nó có một cái ao. Một cái ao mà cách đây, tức là cái lúc đấy thì bạn ấy không biết, nhưng mà sau khi có những cái giấc mơ kỳ lạ này thì bạn ấy mới đi hỏi han, thăm dò, thì được mọi người kể rằng là cái hồi mới xây lên cái khu trọ này này thì thật ra nó không phải là một cái ao, mà là chủ nhà ở chỗ đó có mời, có thuê máy xúc đến để xúc đất lên bồi móng, và sau đó nó tạo thành một cái hố rộng như vậy, và có cái mạch nước thì nó đọng nước lại, nó thành một cái ao như thế. Thì có một đứa trẻ con ở trong cái khu đó, nó ra đó, tức là có mấy đứa trẻ con nó ra nó chơi, nó lội ở đó, thì có một đứa trẻ con đã bị chết đuối ở đó. Thì bây giờ bạn ấy hỏi bạn ấy sẽ hỏi rằng là liệu là có phải là bạn ấy bị vong của đứa nhỏ đó theo hay không, và trong cái khu đó thì có phải là bị vấn đề gì không. Bạn ấy rất là hoang mang. Thật sự là qua cái cách bạn ấy inbox với mình, nói chuyện với mình một cái buổi trưa hôm nay, bạn ấy rất là hoang mang. Thế thì anh nói với em như thế này nè, những cái vong, có một số cái vong, một số người chết ở trong một số cái trường hợp mà họ rất là linh, đó là ví dụ như là chết thắt cổ này, đó, chết thắt cổ này, chết tai nạn này, tai nạn đột bất đắc kỳ tử đó, bùm một cái chết đó, rồi là chết đuối này, những cái chết đó nó rất là linh, nó có một cái gì đấy nó rất là linh, nó khác hẳn với những cái chết già, chết bệnh. Thế thì anh cũng sau cái cuộc nói chuyện với em ấy, hôm nay anh xin phép là anh không, lúc đó anh xin phép em là anh không trả lời ngay bất kỳ cái gì cả. Thì anh có qua, anh qua nhà thầy, thì mặc dù ông không có nhà, ông đang đi cúng ở đâu đó ở Quảng Ninh cơ. Thế nhưng mà anh có hỏi ông á, anh định qua anh hỏi ông á, thì ông đi cúng thì anh mới bắt đầu dở sợ tìm trong cái đống sách của ông, thì anh có đọc được một cái cách như này, nó cũng rất là hay. Thế thì em lấy một cái bát ăn cơm của mình đó, em úp vào một cái góc phòng của em á, một cái góc bất kỳ trong phòng em đó, em để vào đó cho anh một ít của cái tàn hương, cái tàn nhang đó, hoặc là cái tàn thuốc lá đó, em để vào đó một ít. Nếu như mà để qua một đêm, nếu mà sáng hôm sau á mà em thấy cái bát đó nó có những cái hơi nước nó bốc lên, thật ra thì để dưới đất ấy, nó rất có nhiều chỗ là có cái hơi nước bốc lên, đúng không? Ví dụ như cái vùng đất ẩm. Tuy nhiên là nó bốc lên ở số ít thôi, nó chỉ động hơi thì thôi không nói, nhưng mà nếu như nó bốc lên nhiều, em thấy nó động lên rất là nhiều, nó thành ẩm hết cả cái khu của cái nền đó. Em nhìn cái em nhận ra ngay, anh tả thì khó nhưng mà nếu như em làm em sẽ nhận ra ngay. Em sẽ thấy cái sự đặc biệt ngay. Em làm em sẽ thấy, em thấy sau đó là cái những cái tro nhang đó, nó bị dạng như cái, em nhìn thấy nó dạng như kiểu nó biến mất đó, nó bị mờ đi rất là nhiều. Thì cái điều đó theo trong cái tài liệu kia nói thì cái điều đó nó khẳng định một điều rằng là ở đó có vong, ở đó có vong, mà rất có khả năng cao là vong chết đuối. Đó là một cái cách test. Còn cái việc mà em nói rằng làm như thế nào để tránh cho nó, thì anh nói thật, cái việc vong theo, vong bám, nó chỉ có một cách duy nhất, đó là tìm thầy. Nếu như ví dụ mình có bị vong theo, vong bám, chỉ có một cách, đó là mình đi cầu thầy. Mình cầu thầy, mình tìm được thầy nào cao tay, mình xin thầy trục vong ra cho, giải vong, giải duyên, giải nghiệp. Thế thôi, chứ còn anh cũng không dám chỉ cho em cách làm thế nào để trục vong, bởi vì bản thân anh cũng không có phải là thầy. Anh chỉ là một người đọc truyện thôi. Đó, anh chỉ là bé tũn 16 thôi. Anh cũng không biết cách, anh cũng không dám chỉ cho em những cái cách này cách kia, nhỡ đâu nó xảy ra nhiều vấn đề lắm. Cái tâm linh này là anh cũng không liều được, mà anh cũng khuyên em là cũng không thể liều được. Nếu như trường hợp em cảm thấy có nhiều nghi vấn thì em có thể chuyển đi nơi khác rồi đi tìm thầy để giải những cái vấn đề đó đó. Chứ còn như anh nghe em nói đó, em nghe một số bạn này nọ đi tìm, đi xin bùa về để trấn, anh nói thật, nếu đã gọi là vong thì những cái bùa mà người ta đã viết, người ta đến tận nơi người ta làm còn chả ăn thua, nói gì những cái bùa người ta viết từ bao giờ đến để trấn, nó vô cùng lắm. Chưa tính đến trường hợp là mình gặp phải một số thầy bùa lừa đảo đó, chả được cái gì, có khi còn mang hại vào thân. Thế cho nên là theo anh đó thì anh không chỉ cho em bất kỳ một cách gì cả, mặc dù có thể là trong những cái tài liệu của ông thầy anh viết, nhưng anh không chỉ, tại vì nó mang cái tính chất nó mờ ảo quá. Bây giờ cái quan trọng là em phải đi tìm một ông thầy nào đó cao tay, ông sẽ soi cho em, ông sẽ nhìn cho em. Thật ra nếu có vong theo, ông nhìn ông biết ngay mà, và ông sẽ có cách giải quyết cho em. Chứ còn anh khuyên thật là em đừng có nghe bên này bên kia để em làm những cái trấn yểm này nọ, có khi nó phản tác dụng, nó rất là nguy hiểm. Còn nếu như em nói là em chưa có thời gian để làm những việc đó, em bận học em mới chuyển chỗ, thì anh chỉ khuyên em như thế này: em lấy một con dao nhỏ, một ít mấy cái viên đá lửa đó, em quấn vào trong một cái tờ giấy, sau đó là em để đầu giường em ngủ cho nó yên tâm, vậy thôi. Chứ còn làm những cái kia thì không nên. Ok, trên đây là những chia sẻ của mình đối với một bạn gửi những cái vấn đề nó rất là căng, nên vì vậy các bạn có những cái vấn đề gì thắc mắc, các bạn có thể là gửi qua inbox hoặc gửi qua fanpage, thì vấn đề nào mình biết thì mình sẽ trả lời cho các bạn, vấn đề nào mình không biết thì mình sẽ nghiên cứu hoặc mình sẽ đi hỏi. Ok, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.